dùng cái lễ tín để đối với người Pháp trụ trì Kinh Pháp Hoa. Như vậy chúng ta thấy Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm về một mặt với nhau. Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm ở phần cuối cùng có thể chúng ta người đại người vương chúng ta đọc ở ngài. Điều đầu tiên là gì? Nhất giả gì? Lễ kính chư Phật. Và ở trong đây cũng là lễ kính. Như vậy thì Pháp Hoa và Hoa Nghiêm đâu có khác nhau. Tất cả những người ngồi ở đây nếu trong quá khứ không có cúng dường vô lượng đức Phật thì một chữ của Kinh Hoa Nghiêm, một chữ của Kinh Pháp Hoa cũng không được nghe. Huống gì là được lại, huống gì là Kinh Pháp Hoa Nghiêm. Đức Phật nói, Đức Phật dạy như vậy, cái hàm ý là gì? Lễ kính chư Phật. Cái cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính quá khứ Phật, lễ kính hiện tại Phật và lễ kính vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Vị lai Phật là tất cả người Bồ Tát, tất cả chúng sanh, con kiến, con giáo, con người cũng đều là chúng ta mang một tâm niệm ghét chỉ là tổn đức của chúng sanh và bị ghét không biết đó là quá sinh viên. Lễ kính chư Phật có nghĩa là trong từng tâm niệm của mình phải kính tâm bên ngoài biểu lộ lễ phép. Có lẽ không phải là người ta người ta mình cúi lại người ta không phải như vậy. Ai mà tu hành là ai cũng phải là người đó đi vô trong một điều nhưng cái kính tâm là không. Người có lễ kính thì không bao giờ xúi người ta làm ác. Người có lễ kính không bao giờ mà xem thường chúng sanh. Trong Kinh Phật dạy như vậy, Phật dạy chúng ta nên tùy hỷ mà vui theo. Vui theo là sao? Thấy người ta có việc thiện, việc lành, phải tận tâm, tận lực giúp đỡ cho việc thiện của người ta, chứ không có bị ghét người ta mà ngăn chặn xúi dục, ngăn chặn việc thiện của người ta. Người nào làm như vậy là mở đường vào địa ngục. Phật không cho phép như vậy. Tất cả mọi người ở đây đầu tiên có muốn bản thân thực đạt không? Mấy cô có muốn bản thân thực đạt không? Ai cũng muốn cả. Nhưng xét về quý vị có đủ tin chủ để về cái tiêu chuẩn để thực đạt là gì? Có biết thân phận trang nghiêm rồi gì nữa? Cái tiêu chuẩn mà Kinh Phật nói ra mà ai cũng biết hả? Đã tụng qua Kinh Phật Thiết A Di Đà rồi không? Ai cũng Kinh Di Đà rồi, ai cũng tụng qua rồi. Có tức là còn nói chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chư thượng thiện nhân tức là những người thiện tốt nhất. Người thiện tốt nhất là người thiện như thế nào? Từ bi, thủy xã, tu người thiện.
người nào ở trong tâm bên ngoài cũng Phật. Một ngày niệm 10 câu Phật, 10 vạn câu mà trong tâm không một chút thay đổi thì có niệm Phật để bỏ hồn cũng chỉ không mà thôi. Giác lưu giữa hành Bồ Tát có dạy chúng ta một bài kệ, thầy xin được trích ra để cúng dường đại chúng. Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết một bộ tưởng, pháp thân người được sống. Pháp thân tức là tâm thức tịnh của mình. Mỗi ngày chúng ta nói chuyện không ngoài năm điều sau đây: tài, danh, thân và tiền. Không ngoài năm điều đó thì mà sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, năm điều đó và ngủ dục. Phật dạy ngủ dục là năm cái căn gốc của địa ngục. Người muốn về cực lạc mà không xả bỏ năm cái gốc của địa ngục đó, Phật A Di Đà không biết gì nữa. Cái căn gốc là cái rễ, cái rễ nó bám chặt của địa ngục như vậy, Phật A Di Đà cũng không, cũng bỏ tay. Cho nên muốn về là giác lưu diệu hạnh Bồ Tát dạy chúng ta bài này không? Nhớ kỹ thì cho đời là hứa nhận biết được là sao. Nói ít là câu chuyện, những gì đáng nói thì không đáng nói thì niệm Phật. Tại sao là thị phi? Thị là phải, phi là trái. Nói phải trái tức là thấy lỗi lầm của người khác nếu nói phải trái, thấy điều hay dở người khác để điều hay dở cho tâm. Oan uổng với tâm thân tình của mình. Cho nên quý vị nên học thuộc bài kệ của giác lưu diệu hạnh Bồ Tát. Nếu lấy bài kệ đó viết ngay đầu giường, quý vị sẽ làm sao nghe được điều này. Nói ít một câu chuyện. Thứ hai, niệm thêm một câu Phật. Niệm nhiều một câu Phật. Thứ ba, đánh chết được vọng tưởng, pháp thân người được sống. Nhớ kỹ như vậy. Nếu chúng ta thật sự không được vãng sanh thì vô lượng kiếp sau chắc gì được ngồi nghe pháp, chắc gì được thân người. Một khi mất thân người thì vô kiếp khó được làm. Đức Phật đã từng ví dụ người được thân người giống như là đất trong ngón tay của ngài. Người mất thân người thì nhiều nghĩa ở ngoài này không, là nó đáng để chúng ta suy nghĩ. Đợi đời sau được thân người thì không biết bao nhiêu kiếp, từ trẻ tới bây giờ quý vị đã trôi lăn trôi dạt, cái tâm trí mê mờ đã bao nhiêu năm rồi. Bây giờ còn lại cái mắt qua thì phải biết câu trong cái mắt qua là ba khỏi không an, giống như nhà nữa sự khổ nhảy đầy rất đáng sợ. Đáng sợ không? Chịu khổ đủ chưa? Đời này biết niệm Phật mà không tin tâm
Cho nên quý vị hãy trân trọng cái ơn người khó được. Một vị nữ hoàng đế của Trung Quốc là bà Kệ, vô thượng thần thông di diệu pháp, Ba Y Đẳng Kiết Nan Tao Ngộ, thì đó là ai? Là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên, người ta chê bà ác, ác độc danh mệnh, nhưng bà ta đại lập bà Kệ đó, Bá Thiên Vạn Kiết Nam Tao Ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Bây giờ quý vị đã ra không người khó được đã, mà không trân quý thời gian này, thì rõ ràng thiện căn thì có mà phước, thiện căn có phước có, nhưng nghiệp chướng trùng trùng oan gia ngáo chờ. Nếu không hết sức mà không thì uổng công được biết kinh pháp hoa, uổng công được thân người. Và lúc thầy còn là người mở bài thầy của giác chi nhà Bồ Tát, trước khi mà kết thúc những lúc truyền giảng này, giác luôn người về rồi giác luôn người Bồ Tát về chúng ta nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được bò thịt, pháp thân như hữu lợi, ngồi trong chánh niệm im lặng, đi từ đây ra sau im lặng, đi trong chánh niệm, không nên đi rồi đi rồi xào xạc. Bên ngoài nó là một cái đã nói không biết nói cái gì, nên giữ tâm thanh tịnh, im lặng. Nếu 3 năm không nói gì,